Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, Zika Audio xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, Zika Audio hôm nay có một cái sản phẩm rất là mới về cái dòng chép rời, hay gọi là chép tóc ạ. Vâng, vừa rồi bên em có về một số dòng chép của JBL, nhưng hiện tại bên em đã không nhập được dòng đó vì nó rất là hiếm. Và bây giờ bên em có về được cái dòng chép bốt ạ. Dòng chép bốt mà bên em cũng mới nhập được về có mười mấy đôi thôi ạ. Vâng, em up lên để các bác là muốn sở hữu thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, thì em giới thiệu một chút về cái dòng chép bốt này. Còn cái đây là em đang để hai cặp trước mặt đây ạ. Còn thì em đang đánh hai cái cặp, một đôi bên này, một cặp bên này ạ, và một đôi này để em giới thiệu đến các bác. Vâng, thì cái dòng này đầu tiên nó được mang cái thân hình phía trước mặt đây, nó là một cái chép giấy mà mang hình dáng hình tròn, và giữa có một logo bốt và được bảo vệ bởi e-căng kim loại rất là chắc chắn. Cái này thì cũng được tầm chục phân đấy ạ. Còn chép thì nó chỉ nhỏ như vậy thôi, nó không cần to. Và đây đấy là phía trước, còn đây phía sau ạ. Này được sở hữu cái phân tần lộ ra bên ngoài rất là hay. Đây thì em lấy cái quả bên này em giới thiệu đến các bác, độ phân tần rất hay. Và đặc biệt nó sở hữu hai cái tụ cản để chống cháy, hai tụ cản để chống cháy, và có một cuộn cảm phía đằng sau đây ạ. Và để nó lọc những tín hiệu thấp, nó chỉ lấy cái tín hiệu giải cao. Đấy, nên là giải chép. Và bên dòng JBL thì vừa rồi thì bên em nó chỉ sở hữu một cái tụ thôi ạ. Còn nhìn trên dòng bốt này nó sở hữu hai tụ, và cuộn cảm nó to hơn cái chép JBL, vì thế cho cái tiếng chép rất là tơi và tách bạch. Đặc biệt nó rất là sáng, nó không bị chói, nên là cái dòng chép giấy mang lại hiệu quả rất cao. Đặc biệt bên dưới đây nó có một cái trục xoay, chúng ta có thể xoay gập lên gập xuống được ạ. Và chúng ta có thể bắt đây nó có ba cái ốc vít, chúng ta có thể bắt trực tiếp vào một cái kệ nào đó, hoặc là chúng ta có thể để trên la đây chẳng hạn. Đấy ạ, thì rất là tiện. Và hình dáng thì màu đen, và công suất của cái đây là RM20 25A, và công suất của nó là 100W, và trở kháng của nó là 8 ohm ạ. Nhìn nó nói chung là cũng khá là mới. Còn thì đây là em đang test trực tiếp đấy ạ. Em đang test trực tiếp. Vì sao nó không cháy? Là vì nó được sở hữu hai cái tụ cảm này, cho cái công suất rất là ổn định, và nó không cho vượt ngưỡng để gây cháy chép đâu ạ. Các bác cái này dùng còn lâu nó mới cháy ạ. Nói chung nó chạy rất là bền bỉ từ sáng đến tối. Nên là nói về cái hoạt động bền bỉ trong vòng một ngày. Thì em vì sao em nói là không cháy? Em đang đấu với một cái đẩy 4 kênh. Một cái đẩy 4 kênh mà công suất của nó là 850W một kênh. Đấy, thương hiệu WeWood. Mà em đấu trực tiếp đằng sau cái đẩy. Đấu trực tiếp đằng sau cái đẩy đấy ạ. Đấu trực tiếp đằng sau đẩy, không qua một cái gì cả. Đấy, công suất cực lớn, mà cái này chỉ có 100W thôi, mà tại sao nó chịu được? Là vì cuộn cảm và cái tụ cản này nó can thiệp. Đấy, có những cái dòng chép trên thị trường nó không có cái tụ chống cháy, vì thế mà có những cửa hàng ra tặng thêm cái tụ. Đấy, nhưng cái dòng này đặc biệt là các bác về chỉ việc kết nối vào là chạy thôi ạ. Thì kết nối thì hình thức cũng rất đơn giản, có thể các bác kết nối từ đằng sau cầu của âm ly đỏ đen, hoặc đằng sau đẩy, hoặc cũng có thể kết nối đằng sau cái đôi loa chúng ta đang nghe, đôi loa đây ạ, cũng có thể kết nối từ đằng sau song song với cái cầu đỏ đen phía sau loa, cũng rất là dễ. Nhiều bác không biết kết nối, nhưng các bác cứ có thể gọi điện cho bên Zika Audio để được tư vấn. Rồi các bác hãy nhanh tay nhé, bên em về có mười mấy đôi thôi ạ. Các anh nhanh tay để lại số điện thoại, hoặc là gọi điện trực tiếp cho bên Zika Audio. Số điện thoại thì bên em đã để trên kênh rồi ạ. Còn bác nào gọi điện trực tiếp thì bên em sẽ tư vấn và có thể chốt đơn cho các bác, để các bác sở hữu được đôi loa chép rời, hay gọi là chép tóc của bốt. Hàng đây là hàng sách tay của Mỹ. Bên em người nhà ở bên Mỹ thì thỉnh thoảng mới về được khoảng mười mấy đôi thôi ạ. Để mỗi lần về chỉ được mười mấy cân thôi. Còn có những lúc là nửa tháng mới em mới về một lần, hoặc là 10 hôm em về một lần. Vâng, thì bây giờ em đang đấu trực tiếp nhé. Bây giờ chúng ta cùng nghe trải nghiệm cái giải chép nhé. Vâng, em cho nhạc to lên tí ạ. Đây nè.
em quay thấp ở cái đôi em đang test đây ạ. Nhìn hình thức khá là đẹp và hay, rất là lạ mắt, nói chung là nó kỳ dị đấy ạ. Nhưng cái hiệu quả đem lại thì cực kỳ là cao, không bao giờ cháy và chép thì rất là tơi, đây là cái hiệu quả của cái chatbot này mang lại. Vâng, thì em cũng quay video up lên để thông báo với các bác là hàng bên em cũng về một chút xíu hàng. Các bác nào muốn sở hữu thì các bác hãy nhanh tay nhé. Và điện thoại rất là nhanh để các bác có thể sở hữu cho mình một đôi loa chép. Rồi bạn Mỹ có những bác sở hữu hai đôi cơ. Đấy, vì thế các bác hãy cập nhật tin tức rất là nhanh nhé. Vâng, sau cùng thì em xin phép dừng video ạ. Vâng, cũng như các clip khác, em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.